Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong 24 giờ qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 132 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 10 huyện, thị xã, thành phố. Huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, Khoái Châu tiếp tục là các địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh nhất. Huyện Yên Mỹ ghi nhận 28 ca, trong đó chủ yếu liên quan đến các ổ dịch công ty Ngọc Tề, Tecomen, Toto, Goya. Huyện Yên Mỹ phong tỏa thêm toàn bộ thôn Hảo, xã Lưu Xá với trên 540 hộ và gần 3.300 nhân khẩu. Huyện Văn Lâm ghi nhận thêm 54 ca chủ yếu trong khu vực phong tỏa thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh. Huyện Quế Châu ghi nhận 22 ca chủ yếu liên quan đến công ty Hưng Long ở xã Dân Tiến. Huyện Văn Giang ghi nhận 10 ca, trong đó có một số trường hợp là nhân viên quán karaoke ở xã Xuân Quan phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc. Thị xã Mỹ Hào ghi nhận 5 ca là các trường hợp đã được cách ly. Huyện Ân Thi ghi nhận 4 ca, huyện Kim Động 3 ca, huyện Tiên Lữ 2 ca, thành phố Hưng Yên 2 ca, huyện Phù Cừ 1 ca và 1 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà.